Em quay video test máy cho mình anh nhé. Em test cam cho mình ạ. Cam của máy đấy ạ. Cam của máy thì khá là rõ nét anh nhé, không có bị đốm đen hay đốm sáng gì đâu ạ. Đây ạ, em mở to ra cho mình nhìn rõ. Em test mic cho mình ạ. Cam của mình khá là rõ nét đấy ạ, cam không có vấn đề gì. Em test mic cho mình ạ. Mic thu lại được ạ. Mic và cam của mình em test đều ok hết rồi anh nhé. Em test loa cho mình ạ. Loa của máy ạ. Loa của máy thì khá là to và rõ anh nhé. À, loa thì không bị rè hay có vấn đề gì về đâu ạ. Thì em sẽ test loa thêm một chút nữa và em test bàn phím cho mình ạ. Những phím hiện trắng trên màn hình như thế này ạ là những phím có trên bộ bàn phím của mình ấy nhé. Còn phím nào không hiện là trên bộ bàn phím của mình không có nên nó sẽ không hiện ạ. Đây ạ, phím này và các bộ phím số bên này thì trên bộ bàn phím của mình không có nên nó sẽ không hiện ạ. Em test chuột trái chuột phải cho mình ạ. Top bát của máy ạ. Bàn phím của mình ok hết rồi anh nhé. Máy của mình là một bản 128GB thì hiện tại em đang để cho mình là một ổ C ở đây ạ. Em có ID của máy cho mình ạ. ID của máy đi ạ. Đó là em sẽ chụp lại ID máy mình rõ hơn này nhé. Bản phím của máy bên trong đây ạ, không có bị va đập hay cần mót gì nhé, cũng không bị mờ phím nào, khá là mới và đẹp ạ. Màn hình của máy là màn 4K sắc nét, màn khá là to nhanh nhé, không có bị đốm đen hay đốm sáng gì ạ. Máy mình có thể xoay gấp 360 độ như vậy. Đây ạ. Em quay lại cái ID của máy cho mình ạ. ID của máy đấy ạ. Này, em quay các cạnh của máy cho mình. Máy thì cũng không bị va đập hay cần móp gì nhá. Thì máy đã qua sử dụng nên nó sẽ có một vài vết xước nhỏ như này ạ. Thì cái này mình sẽ không tránh khỏi được bởi vì làm máy là mình làm máy vỏ nhôm nhá. Còn tổng thể của máy thì khá là đẹp đấy ạ. Nó chỉ xước nhẹ, xước sắc nhẹ một chút thôi thì nó cũng không ảnh hưởng gì chất lượng bên trong của máy cả. Thì em quay cái ngoại hình của máy cho mình ạ. Đây, mặt trước của máy đấy ạ, không bị va đập hay cần móp gì anh nhá. Mặt trước thì khá là đẹp. Mặt sau của máy đấy ạ. Mặt sau của máy thì ở đây có vết xước nhẹ một chút thôi ạ. Mặt sau ạ, tổng thể của máy thì em chọn cho mình con này khá là đẹp anh nhá. Các cạnh của máy ạ, các góc cạnh của máy đấy. Máy màn 15.6 inch.